Phước xin kính chào bà con đã trở lại video tiếp theo của Phước. Thì hôm nay Phước đang có mặt tại thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Thì hôm nay hành trình tiếp tục những ngôi chợ quê ở miền Tây của anh em Phước. Thì hôm nay Phước có dịp đi ngang chợ 1000 của thị trấn 1000. Thì hôm nay Phước sẽ vào đây để quay lại cảnh chợ 1000 cho bà con xem. Đây là cái bờ kè lại ngay trong chợ 1000 cả nhà. Đây, còn cảnh chợ đây của bà cả nhà xem nha. Đó. Thì hôm nay anh em Phước cũng có dịp đi ngang đây thì ghé lại cũng tầm 7 giờ cái chợ cũng đang sơm túc. Thì mời cả nhà đón xem video của Phước nha. Rồi bây giờ Phước xin mời bà con cùng theo chân Phước tiến vào bên trong chợ ngôi chợ 1000 nha cả nhà. Đây là trên cầu Phước đang đi xuống nha. Đó. Đây là chợ 1000, mời bà con đi theo chân Phước và tiến vào ngôi chợ 1000 nha. Đây bà con đi. Cái cung đường khá là đẹp nha cả nhà. Ở chợ này được trang trí đẹp á. Ở phía trước thì cái nhà lồng á. Thì Phước đang tiến vào bên trong cái nhà lồng cho cả nhà xem. Đây, đây là có một cái công trình chắc cái nhà lồng chợ á đang thi công á cả nhà. Đây. Đó. Còn cái ngôi chợ này nãy Phước cũng có đi một vòng ngang rồi thì nó cũng lớn so với những cái ngôi chợ khác. Vì ngôi chợ này là có cái ngôi chợ của cái thị trấn. Là cái huyện Châu Thành A của Hậu Giang này, là cái huyện này nó tới 3 thị trấn luôn cả nhà. Đó, thị trấn 1000 và thị trấn 7000 và thị trấn Thịt Gòi. Đó. Đây. Đây là cái ngôi chợ tới nhà lồng rồi cả nhà. Phước vào bước mà bà con bước vào chợ nha. Đây sáng nó đi hơi ngược nắng chút xíu cả nhà, mong cả nhà thông cảm nha. Đây có một bà cô bán bánh nha. Bán chào bà và bán bánh rất là nhiều nha bà cả nhà. Rồi con chào cô. Đó, rồi mời cả nhà đi theo mình vào chợ nha. Đây thì mình sẽ đi cái ngã này trước nha cả nhà. Cái ngã này mình cái đường vào chợ mình sẽ đi ngã này trước. Thì cũng giống như những cái ngôi chợ khác thì được bày bán đồ cũng khá là đông nha. Bị hôm nay mình Phước đi vào cái buổi sáng tầm 7 giờ chợ này nó khá là đông nha. Đây. Đây là chợ 1000 của thị trấn 1000 nha cả nhà. Chợ này rất là rộng. Ở đây ra đường này chính nè. Đây nè, đây chính nè. Không, cái tên chợ nằm đây nè. Cái biển chợ nằm đây nè. Ở đây nè, cái cổng chính nằm đây nè. Đó là cái phụ á, đường ra đó. Đây. Xung quanh được bày bán khá là nhiều đồ nha. Có cô này bán củ sắn với ổi. Con chào cô. Đây là đồ vườn hả cô? Dạ. Rồi con chúc cô mua mai bán đắt nha. Con đi quay. Dạ. Rồi em chào chị nha. Chị bán hoa rất là đẹp nha cả nhà. Bên đây toàn là bán đồ nông sản, có bán bắp, có nấm rơm ở đây cả nhà. Dạ có không mua cô ơi, nấm rơm to quá. Bắp, bông súng nha. Đây, đây là vào cái nhà lồng chính của chợ 1000 nha cả nhà. Đây là trái cây quá trời luôn cả nhà ơi. Dạ.
cái khu vực nhà lồng của chợ 1000. Cái khu này là cả nhà là được bán cá với thịt, còn cái khu bán sao ở trên kia á, bước đi vào cái khu bán cá trước. Đây có cô bán mặn nha. Và cái cây đây là gừng á cả nhà. Đây khu này là bán, để mình vào cái khu bán cá với rau trước nha. Quá chào cô. Chợ này mình đi lúc 7 giờ cho nên nó hơi đông á. Quá trời đồ luôn cả nhà ơi. Nó bị kẹt xe luôn cả nhà, chắc mình phải quay ngược trở lại. Đây để mình quay ra. Khu này nó đông quá. Cái chỗ này là cái khu bán cá với hàng thịt đấy cả nhà. Đây những đồ giống như là rau củ quả bình thường, giống như những ngôi chợ khác thôi. Đây Phước Tây Tiên vào đây nó hơi trống nè, Phước tôi vào cho cái nhà chú xem nha. Có cô bán trứng với vịt rau. À, cái chợ này là một cái thị trấn á, cho nên nó to, bán đồ cũng hơi nhiều so với những ngôi chợ khác á. Và khá nhiều. YouTuber. Dạ, con chào chú. Chú bán dấu hả chú? Chú bán dấu. Dạ. Dấu của chú rất là nhiều đây nha cả nhà. Chú sắn. Dạ. Dạ. Con này là con hến á cô. Hến với tiêu với mắm rồi đó là rau bù ngót. Toàn bộ là đồ đồng không nha cả nhà. Cái khu vực này là bán rau. Đây, rau rất là nhiều nha. Để một chút xíu nữa Phước sẽ dẫn bà con vào cái khu mà để cho những người mà đem đồ đồng của mình ra chợ để bán á, vào buổi sáng á cả nhà. Đây là toàn cảnh cái khu này là bán rau thôi, để Phước kiếm cái đường lội vào cái khu mà bán cá đồ đồng mà bà con mình đem ra sáng mà mình đi bắt á, được con cá không gắn vào đem qua mình bán á, thì mình cứ cho tiến vào khu đó nha. Đây thì mời bà con đi tiếp tục bước qua cái gian hàng bên đây, là thấy cái thịt bên kia quá nhiều quá cả nhà. Mời bà con cùng theo chân Phước nha. Đây khu này là bán rau với đồ hành cải á cả nhà. Đây để Phước tiến vào bên trong cái. Dạ, có không mưa cô ơi. Đây. Cái khu này là bán thịt heo nha cả nhà. Để Phước lội tách cái đường này qua bên kia cho cả nhà xem. Đây quần áo đồ đạc cũng nhiều. Và wow, hội chợ này nó rộng, nó có 2-3 cái nhà lồng lận cả nhà ơi. Đồ rau cá đồ chuối, tất cả đồ đầu nước con chào cô. Dạ cô bán bánh chuối nha cả nhà. Có bánh chuối à, chuối này cũng của cô luôn hả cô? Bánh chuối rồi cô bán chuối luôn nha. Rồi con chào cô, con đi. Dạ con qua YouTube cô ơi. Dạ. Dạ rồi con giới thiệu cô bán chả luôn. Dạ. Con này là chả mình làm nhà hả cô? Dạ. Dạ. Rồi con chào cô, con đi nha. Con chúc cô mua bay bán đất nha. Đây. Bà con đây lại rất là vui cả nhà. Đây là cái gian hàng bán thịt, khu vực này là bán thịt không nha. Đây có mấy cô đang bán mắm và mắm với trong biển chuối rất nhiều lắm luôn. Con chào ba. Con chào hai bà. Dạ. Con quay YouTube. Quay YouTube đó bà. Mắm bà nhìn ngon quá nha cả nhà.
hay là dưa mắm mắm đồ nhìn rất là bắt mắt, đây là có quà bánh đó. Còn cái khu vực này là bán cá biển với mực đó. Để Phước tiếp tục đi vào cái khu bên kia nha, mời bà con theo chân Phước nha. Đây mình Phước thấy có cái gian hàng bán chuột đây cả nhà, Phước tiến lại quay à, đây bán ếch, con chào cô ếch đồng nhìn to, đây bán bánh, con chào bà bán quá à, à, chuột hay cái nhà, cá rô đồng luôn, chuột đồng bánh, dạ. À, bánh bò bánh kẹp, bà bán nhiều bánh đẹp quá. Dạ này là bà làm nhà luôn hả bà? Dạ. Rồi con chào bà, con đi nha, con chúc bà mua may bán đắt. Dạ. Này có một bà đang bán mắm. Cái này trái gì vậy bà? Dạ. 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 Con quay YouTube đó bà. Dạ. Dạ chiều nay 7 giờ. Dạ 7 giờ bà gõ Nghĩa Phước TV là sẽ có. Dạ con đang quay bà. Dạ. Dạ. Con quay YouTube bà. Dạ. À, bà bán thịt. À bán thịt ở thị trấn 1000 nha cả nhà. Rồi con chào bà con đi nha. Con chúc bà mua may bán đắt. Dạ 7 giờ có. Dạ có. Dạ. Dạ. Đây là những gian hàng bán chưa đủ chuối. Con chào hai cô. Ốc bu đây nè cả nhà. À, rất là ngon nha. Xoài. Quá đủ nhiều loại luôn. À, cái chợ này nó rộng, mình đi có một cái gian nó hai ba cái nhà lồng nó. Đây Phước mời bà con theo chân Phước nha. Đây là có hai cô bán trứng. À. Chào cô. Đây có một cái đang khu vực này là bán bánh. Dạ. Chị bán nhìn ngon quá. À, đây là cái khu vực bán đồ tạp hóa. Ở Phước sẽ đi dòng ra tới một khu vực ngoài của bà con. Đây, hai bên là bán giày dép quần áo đồ, nó đẹp quá ha. Để Phước kiếm cái chỗ mà bán cá đồng đồ bà con đem ra mà Phước gặp tội chưa thấy nữa cả nhà. Rồi mời bà con theo chân Phước nha. Ai cuối loại ra tới cái khu này là cái đầu cái đầu chợ đó bà con. Này chợ này nó cũng bự, nó to hơn so với những cái ngôi chợ mà Phước quay Bình Vĩnh Long, nó rộng. Này bán bánh, đây là khu vực này là bán bánh nha, và bán có chợ cô bán chuối, cho chuối to với cấm dẹp. Yeah, bánh tráng đây. À, con chào bà bán bánh. Bán chè. Con chào bà. Dạ. Là bánh lọt, bán bánh lọt ngon quá cả nhà. Đây là rau củ. Cái khu vực mà dạ. Dạ. Này có một cô bán. Con chào cô. Cái trái này trái củ qua mà nó khác cái củ qua kia. Củ qua này là có anh chị nè. Mình bán mình lặt sẵn cho người ta luôn hả cô? Lặt sẵn luôn chú ơi. Dạ. Nhà ta hỏi lặt chứ. Dạ. Khỏe, mua về là mình rửa sạch rồi mình chế biến thôi. Dạ. Dạ. Chào cô con đi nha. Rồi con chào hai cô nha. Dạ. Đây, cái khu vực này là cũng là bán rau củ,
cô có một cái mâm ếch đồng. Cô chào cô. À, cái khu mà bán cá nằm ở đâu cô? À, bên trên đó hả cô? Dạ dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Con chào cô, con đi. Đây cái bà bán bánh ở phía trước. Đây là Phúc tiến lại cái khu vực cô bán bánh cho cả nhà xem nha. Đây cô bán rất là nhiều bánh nha. Con chào cô. À, cô bán phai củ mì với bánh rất là nhiều nha. À, bánh này là mình làm nhà không hả cô? Dạ. À, đây là bà con rất là ngon nha. À, rồi con chào cô, con đi, con chúc cô mua bán đắt nha. À, đây tiếp tục Phước tiếp tục dẫn bà con tiến vào đi vòng ngược trở lại á. Đây có một chị bán xe ri với ghi ngon quá cơm. Chào chị. Dạ. Rồi chị ghi cái này với chị ghi giường hả chị? Dạ chị ghi giường. Dạ nhìn ngon quá. Dạ em qua YouTube chị. Đúng rồi. Dạ. À, có cơm với bánh tráng nha cả nhà. Bánh tráng trộn. Dạ bánh tráng trộn sẵn luôn. Trộn với cơm với xì ghi. Dạ. Xì ghi là xì ghi nhà. Dạ có chị bánh xì ghi đẹp quá. Dạ. À, bà con. Rồi em chào chị, em đi nghe em chúc chị mua mai bán đắt. Dạ. Dạ rồi. Đây. Đây là cũng là đi vẫn chưa hết, bên kia nó còn một dải nữa bà con. Phước để đi vòng lại có chút xíu, có gì Phước quay qua giải bên kia. Đây cô bán tỏi, quần áo, bánh đồ. Và cái toàn thể cái chợ 1000 của mình nó tổng thể nó là như vậy đó. Cái khu này là cái khu bán cá thịt. Đây có cái cô kia, cô chỉ là nằm ở bên cái giải này thì Phước sẽ dẫn bà con đi vào cái khu bán cá đồng của người Hậu Giang nha. Đó. Mà bà con theo chân Phước đi. Đây. So về những cái độ lớn, cái chợ này nó cũng thuộc tầm to cả nhà. Đó. Khu vực này là người ta vẫn còn đang làm á, bà con. Đây. Đây cái khu bán cá. Đây, khu bán cá đây. Giao thịt củ quả cũng qua chợ này nó tới 1 2 3 3 4 3 cái nhà lồng á. Ba cái nhà lồng á bà con. Bây giờ cũng đi được đây ba cái nhà lồng. Nó mặt bán kính nó tầm cả một cây số vuông á. Đó. Nó cũng lớn. So với những cái ngôi chợ khác này nó lớn á. Đây. Thì nó không bằng cái chợ ngã bảy hôm qua, nhưng mà Phước thấy những cái ngôi chợ huyện thì nó to. Đây khu vực này là bán cá nha các. Đây. Và wow. Nó thôi trong này nó hơi nước nha bà con. Đi nó hơi chậm chút xíu. Và bà con thông cảm. Đây. Cô bán vịt, chả, chả cá thắt lát. Con chào cô. À. Cô bán vịt rồi ngon quá. Dạ. Yeah. Tôm mực luôn. Đó. Cá tra nhìn to. Ta tượng. Nhìn to quá cái nè. Đây có tiếng thẳng ra bên ngoài kia cho bà con mình xem nha. Mà Phước bị đang bị kẹt rồi, cái nào đi không được. Việc này là món cá đồng không nha. Còn cái cô đang làm chả cá thắt lát của cha bà. Dạ con coi YouTube bà ơi. Dạ đó là mình bà đang bào chả cá thắt lát. Dạ chả cá nguyên chất 100% nha cả nhà. Mới bào ra rất là ngon luôn. Đó là ngon quá. Rồi con chào bà con đi nha. Đây là thái với hành phi. Để Phước tiếp tục
những bà con mình tiến vào những cái khu kia nha. Khu này là khu cá, nhưng mà vẫn chưa thấy cái chỗ bán cá đồng nữa bà con. Đó. Đây, rau cá dân hàng thịt rồi không nha. Thì, mời bà con để phút quẹo qua bên kia, để nó bên kia nó còn một cái đường nữa, thì mời bà con sẽ theo nhân phước vào cái đường bên kia nha. Cô bán vịt, đây có một chị bán gà. Chào cô. Dạ, chị bán vịt nhìn ngon quá nha cả nhà. Đây, đây cô này bán gà. Đó. Phước sẽ mời bà con theo chân Phước đi vòng qua cái khu bên kia nha. Đó. Sáng mình đi tầm 7 giờ á bà con, thì cái ngôi chợ nó rất là đông. Mình đi mà nó cũng hơi kẹt xe luôn. Đây có những cô gian hàng bán thịt. Chào cô. Con quay YouTube cô ơi. Này cô này bán ba khía cô. Chào mấy cô ạ. Con quay YouTube mấy cô. Dạ. À, núm rơm nó to ghê luôn. Núm rơm nó to lắm cả nhà. Nó bằng cái cổ tay luôn á. Bắp rơm hay không? Đây là cái khu vực bán tép xong. Tép xong nghe. Rồi. Dạ. Chào anh bán tép. Bán tép mà chơi quá chậm ra bốn đúng nửa ký là không lấy tiền luôn á anh. Rồi mà chị gái chị canh chuẩn nha chị gái, mình khỏi lấy tiền luôn chị gái ơi. Rồi đúng nửa ký luôn nè, rồi khỏi lấy tiền luôn nha. Dư là chị ơi. Dư chút xíu rồi đâu. Rồi anh nữ cái sao này đúng là không lấy tiền luôn rồi sao anh? Thì nói giờ mà ai đúng rồi có tiền. Anh bán tép xong rất là vui nha. Cứ hốt đúng nửa ký là khỏi lấy tiền. Ai là thấy đúng rồi em xin cho em lấy được. Wow, quá đặc biệt luôn nha. Thì cả nhà cứ muốn chắc ăn này mình mua mình đem phải ăn theo. Cô này là bán trứng với khô. Đây trứng đây, Linh Trang ơi. Trứng với khô. Khô với đồ miền Tây á. Em đi vòng cái một khu này giáp nhau vòng qua ngoài đó. Anh đi đi hết trơn. Chưa đi à? Ông anh mình nãy giờ không còn chừng không chưa đi nữa bà con. Thì anh cứ đi đi bà con vui lắm, không sao đâu. Anh Nghĩa đang quay cái đường đó đó, tôi qua bên Nghĩa đi, bà Nghĩa bà đó. Để em quay ra ngoài cái cho bà con xem cái khu mà chợ cá đồng á. Đây. Khu đây khu cá đồng đây cả nhà. Mình đã kiếm được cái khu cá đồng rồi, để mình tiến vào khu cá đồng cho bà con xem nha. Đây. Khu này là khu cá đồng à. Khu cá đồng đã bước vào khu cá đồng nha. Đấy, bây giờ mình cũng khám phá lâu rồi mà chưa có biết cái khu cá đồng của chợ 1000, thì bước cho vào khu cá đồng cho bà con xem đó. Khu cá đồng nha. Mình vô đây thì nó bị kẹt nữa rồi cái nhà. Bị kẹt nữa rồi. Để nó trống trống thì Phước tiến tới cho bà con xem. Bị kẹt hoài luôn. Sáng mình đi tầm 7 giờ đó cho nên nó hơi đông. Có bà bán bánh tráng. Dạ. Bà bánh tráng. Con chào bà nha. Dạ con quay YouTube đó bà. Bà bánh tráng này là mình làm hay là mình đặt của lấy con ta bà?
Dạ. Cái này là cái gì bà? Cái này bánh hồng tôm. À, bánh hồng tôm. Và bánh tráng, hủ tiếu, phở, đồ quá trời luôn. Cái này ngon nha. Rồi, rồi con mày cô đi. Dạ. Cái khu vực này cái là cái khu cá đồng. Để Phước mời bà con vào cái khu cá đồng nha. Đây. Đây 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 có khu cá đồng. Cá lóc. Cá lóc các bạn. Cái này nó khu cái vuông đó nè, nó mới có cá này nè chứ vậy là dễ quá. Dạ. À bà. Cá này giờ mình bán được nhiêu ký bà? Bán được 140, 120. 140, 120 thì theo lớn nhỏ ha. Sáng giờ bán được nhiều không? Chưa. Dạ. Rồi dạ. Ghé lại mua cái lóc đồng này chị ơi. Cái lóc đồng ngon quá nè. Quay cho bán cho mau. Dạ. 140 ngàn ký đây, cá lóc đi, cá lóc đi. Đây cái khu lớn lên bà đang mua. Khu này là cái khu cá đồng Phước đang khám phá nãy giờ thì mới biết được nó nằm ở khu vực này đây nè bà con. Đó. À, có phải không? Dạ, à, không. Cô đây. Rồi lật đây là con cá này con cá gì vậy chị? Cá bóng. À cá bóng. À nó nhỏ quá. À có hến, ép đồ quá trời luôn bà con. Khu này là cái khu cá đồng của mình nha. Đó. Thì Phước mời bà con đi hết khu cá đồng này, Phước vào cái khu bên kia nó còn một cái con đường nữa, Phước sẽ khám phá con đường bên kia cho bà con xem luôn. Đó. Cá đồ quá là nhiều luôn. Đây quá trời, cái khu này nó bán cá chứ. Khu này là đó, con thấy Phước sẽ đi hết cái khu này rồi Phước sẽ vòng ra cái khu bên kia cho nó có cái con đường nó Phước lội luôn. Và đây là hết. Được, chào cô. Hết với lương này. Chào cô ạ. À. Có quay YouTube á cô? Lương cái này. Quay con hết là phải mua được hả? Rồi. Tôi sẽ tiến vào bên cái khu bên kia. Cho bà con xem nha. Có con cò hay trao đây cả nhà. Tép chuột, cây là chuột sống luôn nha bà con. À, chuột sống luôn, chuột sống luôn á bà. Còn tay gì nữa thôi vô thử anh nghe. Phước đã đi vậy là nó đã hết cái khu cá đồng rồi đó bà con. À, đây cô bán cá hết. Con chào cô. Dạ. Mình quay lên YouTube cho bà con biết cái chợ mình nó cho đắt hơn cô. À, hết đây cả nhà, hết đồng luôn. À, cá đồng khu bà cô bán toàn là cá đồng con nha. Lên bà đại nào. Dạ con lên YouTube á cô. Dạ cô gọi YouTube là chợ 1000 hay là Nghĩa Phước TV rồi sẽ gặp cô. YouTube. Dạ. Rồi con chào cô nha. Con chúc cô mua may bán đắt. Dạ. À, đây, cua. Đây là mít nha. Mít nha bà con. Đó, lương được. Thì là nó đã hết cái khu cá đồng rồi, Phước sẽ mời bà con còn một con đường bên kia, Phước sẽ dẫn bà con đi qua cái con đường bên kia nha. Rồi. Thì đây là cái khu vực ở ngoài, còn cái con đường là Phước mời bà con đi cùng Phước đến coi cái con đường nha. Vì chợ này nó còn cái khu đường, con đường nằm bên kia nữa, nó vẫn chưa giáp chợ, Phước sẽ đi giáp chợ luôn cho bà con nha. Đây con cô ăn bánh rất là ngon nha, quá trời bánh luôn bà con ơi. Con chào bà. Dạ. Bà bán hết luôn đó bà. Dạ.
Dạ, Diên Phước, con đi trễ quá rồi. À, bánh nhìn rất là ngon luôn. À, để Phước mời bà con tiến tới cái khu ở đằng kia nha. Rồi. Đó. Cô, có một cô bán bánh nữa. Quê. Đó, cô bán bánh, đồ chè, có chè nữa kìa. Ở đằng trước nó có một cái con đường. Dạ. Có một cái con đường thì Phước mời bà con đi vào phía trong nha. Ở đằng kia thì có cái tiệm xôi gà Cần Thơ. Xôi gà đặc sản của Cần Thơ hay sao mà ghi là xôi gà Cần Thơ. Đó. Này có cô bán xôi gà Cần Thơ nha. Để mình vào bên trong. Đó. Đặc sản của Cần Thơ hay sao á cả nhà. Thì Phước tiếp tục hành trình là đi vào cái con đường ở đằng kia cho cả nhà xem nha. Đây, đây là toàn cảnh cái đường này nó tên gì để Phước kiếm rồi. Cũng chưa biết con đường này nó tên gì luôn bà con. Đây. Tiếp tục lội lại cái khu đằng kia nha. Hai bên được bày bán đồ. Con đường này nó rộng lắm, rộng rãi. Chắc mình nghĩ là ở đằng kia là cái đầu chợ đó bà con. Để Phước lội lại cái đầu chợ. Này Phước đi là nó ở ngay cái giữa cái chợ luôn á. Hay sao á. Đây. Phước đang lội tới nha. Đây, cái khu này là khu đầu chợ hay sao đây. Nhiều hàng bày bán đồ đây đây đây. Mời bà con theo chân Phước nha. Cái này nó cũng tầm 7 giờ rưỡi thôi. Vì ngôi chợ tầm này thì nó rất là đông nha. Đây. Cái khu này là cái khu đầu chợ. Đó. Đó, khu đầu chợ đây chợ. Đây cái nhà lồng chính của chợ 1000 đây cả nhà. Nãy giờ Phước lội mà nó ở cuối chợ mà Phước không biết. Đi ở đằng kia. Đó. Đây là cuối chợ, đây là cái nhà lồng chợ 1000 đây. Đó. Ngay Phước đi mà nó ở cuối ở cái khúc đuôi. Còn đây là cái mới gọi là cái đầu chợ. Mình quay gì thì mình không biết. Đây cô tiếp tục là bán bánh nha. Con chào bà, con qua YouTube á bà. Dạ, và bán bánh rất là ngon nha. Bánh này là mình làm nhà hả bà? Dạ. Rồi con chúc bà mua may bán đắt nha. Con đi. Dạ. Khu này là cái khu quần áo nha. Khu quần áo nha cả nhà. Đó. Khu quần áo đây thì vị là nó cũng đã giáp cái ngôi chợ lại cái con đường nè. Hồi nãy Phước nói là con đường Phước chưa khám phá, đây là cái con đường mà Phước đã đến cho bà con xem, thì nó cuối cùng nó cũng đã giáp cái ngôi chợ đó bà con. Cái thằng nào bán bánh mì nãy nó nói quầy đâu ngon dạ. Quá à, nó bán hết trơn bánh mì luôn rồi. Dạ trời ơi, vô luôn. Dạ vô luôn đi. Dạ. Đặng quay mấy thằng người xôm á. Dạ dạ rồi con cảm ơn chú. À con đi rồi. Đây nè. Dạ. Mày hỏi à bà này cây bán sáng gì được nhiêu rồi. Dạ. Trời ơi mấy chú chạy sáng giờ không có nhiêu tiền mà. Không có đâu, bình tĩnh đi. Dạ dạ. Chú rất là vui nha. Còn có cô chú bán trái cây nha, rất là ngon luôn. Trái nho nó to ghê luôn. À, con chào bà. Hỏi cơ bán rồi sáng giờ được nhiêu rồi. Dạ. Hỏi coi. Dạ, sáng giờ bà bán đỡ không bà? Dạ. Bán rồi sáng giờ mới có 1.4 triệu à. Rồi con chúc bà mua bay bán đắt nha. Dạ con đi. À, có một chú cho bà rất là vui tính nha. Cũng đang tiến vào cái khu hay là cuối của ngôi chợ, có một cô bán đồ đồng á bà con. Đây. Đây là cái cô đang làm lục bình á cô. Lục bình. Dạ, đây là bông sưu đỏ. Rau này là rau đồng nha. Còn cái này nấu canh nó mát lắm bà con. Rồi con chào cô con đi.
Đó. Đây cái khu vực này đây thì Phước cũng đã khám phá giáp cái ngôi chợ này rồi, thì chắc Phước xin kết thúc clip tại đây. Thì cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Phước tới thời điểm này. Thì cả nhà không quên đăng ký kênh để ủng hộ anh em Phước để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Dạ em xin chào cả nhà. Dạ xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Dạ em chào cả nhà nha.